Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ 6 ngày 7 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau. Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong quân đội, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4, khóa 8. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 10. Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, đồng chí đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị khán giả, chiều qua, đoàn công tác của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam do ông Sebastian Pau, tham tán Đại sứ quán làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn để kiểm tra kết quả thực hiện dự án KfW8 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Bắc Cạn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2, gọi tắt là KfW8, do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức KfW, được triển khai tại tỉnh Bắc Cạn từ tháng 3 năm 2016 trên địa bàn hai huyện Ngân Sơn và Chợ Mới. Theo thiết kế của dự án được phê duyệt, thì tổng diện tích rừng trồng tham gia dự án là 3.400 ha rừng thông và keo. Đến nay, dự án đã hoàn thiện công tác xây dựng phương án sử dụng đất với diện tích gần 2.000 ha tại 41 thôn của 10 xã thuộc hai huyện Chợ Mới và Ngân Sơn với gần 1.200 hộ đăng ký tham gia. Tổng diện tích đo đạc đạt nghiệm thu là hơn 1.300 ha. Kết quả điều tra lập địa cho hoạt động trồng cây bản địa dưới tán rừng đạt hơn 750 ha, thực hiện trồng được 80 ha. Kết quả đánh dấu cây tỉa thưa đến thời điểm hiện tại được trên 900 ha. Tỉnh Bắc Cạn đề nghị Ban Quản lý Dự án KfW8 Trung ương báo cáo cấp có thẩm quyền, cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án và bổ sung các hoạt động thay thế, đề nghị bổ sung khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc vào dự án KfW8. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã thông tin một số nét chính về điều kiện tự nhiên cũng như tình hình kinh tế xã hội của tỉnh với đoàn công tác, đồng thời khẳng định dự án KfW8 là một dự án rất quan trọng nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh về lâm nghiệp của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn dự án sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Ông Sepat Trương Pau, tham tán Đại sứ quán Đức đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, cùng với việc đánh giá cao bản báo cáo chi tiết kết quả thực hiện dự án KfW8 của tỉnh. Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục có những ý kiến tích cực để Chính phủ Đức thực hiện các kiến nghị của tỉnh. Từ tháng 4 năm 2020 đến nay, huyện Chợ Mới xuất hiện lại dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 10 xã. Đến nay có 2 xã đã cơ bản khống chế dịch và đang đề nghị công bố hết dịch là xã Thanh Thịnh và Bình Văn. Ngay khi ổ dịch đầu tiên xuất hiện, huyện Chợ Mới đã ban hành phương án phòng chống dịch bệnh và công bố dịch. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện phòng chống dịch bệnh. Tính đến nay, toàn huyện có gần 240 con lợn đã phải tiêu hủy với trọng lượng gần 12 tấn. Hai xã Thanh Thịnh và Bình Văn đã có trên 30 ngày không xuất hiện ổ dịch mới, do vậy đã đề nghị công bố hết dịch. Huyện Chợ Mới đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống và xử lý các ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Cạn, ngành đã chuẩn bị trên 12.000 chiếc khẩu trang và nước sát khuẩn để cấp phát cho 100% các thí sinh và cán bộ giáo viên phục vụ tại 13 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, các hội đồng thi tự bố trí nguồn kinh phí của các trường để trang bị khẩu trang, đảm bảo mỗi em thí sinh và cán bộ làm công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông được phát một khẩu trang vào phòng thi trong 4 ngày thi.
bố trí nước sát khuẩn tại cửa các phòng thi và phòng hội đồng thi. Các hội đồng thi cũng được trang bị máy đo thân nhiệt và bố trí đội ngũ cán bộ phục vụ để đảm bảo 100% học sinh và cán bộ đều được đo thân nhiệt trước khi vào thi. Ngoài ra, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Cạn cũng đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả 130 phòng thi và đã dọn dẹp, niêm yết phòng thi đảm bảo theo quy định. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tỉnh Bắc Cạn có hơn 2.800 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh dự thi chỉ xét tốt nghiệp là hơn 1.400. Số thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học là hơn 1.100. Số thí sinh dự thi chỉ xét tuyển sinh đại học là gần 300 em. Để phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tỉnh đoàn Bắc Cạn đã thành lập 13 đội tiếp sức mùa thi với hơn 200 đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó, ngay từ tháng 7, các huyện, thành đoàn, đoàn các cơ quan tỉnh, đoàn trường cao đẳng Bắc Cạn đã thành lập 13 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp đón, hỗ trợ, đưa đón thí sinh đi thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà tìm kiếm nhà trọ miễn phí hoặc giá rẻ gần địa điểm thi, điểm ăn uống hợp vệ sinh, phục vụ trông xe, nước uống miễn phí, hướng dẫn thí sinh đến địa điểm làm thủ tục dự thi, phối hợp với ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, chỉ đạo ban chấp hành đoàn trường tuyên truyền về nội dung chương trình, tổ chức cho thí sinh đăng ký nội dung cần tiếp sức, hỗ trợ tại cụm thi tốt nghiệp, huy động nguồn lực hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt động tiếp sức thí sinh, tặng nước lọc, tặng các suất cơm miễn phí. Đặc biệt trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông, một số đội hình tiếp sức mùa thi tại huyện Ngân Sơn, Bắc Nạm đã khởi động chương trình hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh trước và trong kỳ thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị khán giả, để đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, cải tạo, sửa chữa, xây mới trường lớp học, mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Dù mới kết thúc năm học 2019-2020, các nhà trường đã lên kế hoạch bắt tay vào việc chuẩn bị cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới. Giáo viên và phụ huynh học sinh nơi đây đang tập trung phát dọn, vệ sinh khuôn viên lớp học, sắp xếp lại bàn ghế trong lớp, trồng thêm cây xanh, hướng dẫn các em học sinh bổ sung các đồ dùng học tập, chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Năm nay do dịch COVID-19 nên công tác chuẩn bị được triển khai gấp rút hơn do thời gian ngắn. Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã đảm bảo để đáp ứng được cái nhu cầu học tập trong năm học 2020-21. Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, ngoài việc rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các trường học tổ chức chu đáo công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện khẩn trương công tác sửa chữa cơ sở vật chất, phòng học, bàn ghế, vệ sinh trường lớp, sân bãi, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Công tác tổ chức điều động giáo viên được phòng tham mưu cho các huyện thành phố từ sớm, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên. Trong đó, đối với các hạng mục xây dựng sửa chữa lớn, ngành giáo dục huyện đã yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá hiện trạng và có phương án xây mới, cũng như tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo cho công tác dạy và học. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 15 trường xây mới và sửa chữa các trường lớp học đã xuống cấp. Thì qua rà soát tổng hợp thì cũng đang có báo cáo cho Ủy ban huyện để trên cơ sở đó lập dự toán và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cấp kinh phí để xây mới và sửa chữa. Hiện nay thì các địa phương cũng đang báo cáo cái công tác về cơ sở vật chất và các địa phương cũng đang tiến hành tu sửa trường lớp trong tháng 8 để trước khi vào năm học mới thì đảm bảo được các cái điều kiện cần thiết. Hiện nay, các trường đều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để làm sao khi đón các em học sinh vào năm học mới với cơ sở vật chất đầy đủ để các em yên tâm khi đến trường, đến lớp. Đồng thời cũng là động lực để các thầy cô giáo, các nhà trường phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Vừa rồi là những thông tin trong tỉnh. Sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.